Các bạn biết đây là quả gì không? Không dễ dàng để có những quả hồng tứ xuyên Trung Quốc này. Có người nhà sang Trung Quốc và tìm cũng khá là khó để có những quả hồng đẹp như này. Giá cũng khá là cao, nhưng có quả mang về ăn được là vui rồi. Có vị mùi hồng giống hồng của mình. Hạt rất to, cũng ăn được, cũng ngọt ngọt. Ăn cũng ngọt ngọt các bạn. Đây, bóc ra hạt đây. 6 hạt, một quả nó sẽ từ 4 đến 8 hạt. Lấy cái hạt này đi trồng này. Còn đây là quả trên cây, nó đẹp như này cơ mà. Trong những quả cây bonsai thì mình thấy cây hồng là đẹp nhất. Mấy năm gần đây, hồng Tết ở Việt Nam cũng giá rất là cao. Thời tiết lạnh thì mình sẽ dùng hạt và mình ngâm nước ấm. Hơi lạnh nên là mình dùng cái máy sấy tóc, mình sấy cho nó ấm một tí. Còn nếu mà thời tiết ấm, mình có thể trồng thẳng xuống đất được. Để giữ ấm tốt hơn thì mình sẽ cho vào một cái thùng xốp nhỏ nhỏ như này, quấn thêm vài lớp băng keo bên ngoài. Ngâm nước một đêm thì mình sẽ mở ra, hạt hồng đã uống no nước rồi. Giờ sẽ đổ ra và cho vào vải ẩm. Cuộn miếng vải lại và nhúng vào nước, rồi lại cho vào thùng xốp và đậy lại giữ ẩm. Được 14 ngày rồi, đã có vài hạt bắt đầu nứt mầm rồi. Còn mấy hạt còn lại thì vẫn chưa có gì lắm. Còn đây là sau một tháng, cả 6 hạt đều đã lên mầm hết rồi. Lấy đất đập thật nhỏ, thật mịn ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ hạt vào, rồi chúng ta sẽ lấp đất lên, phủ khoảng 1cm thôi nhá. Sau hạt nó còn tòi lên nữa. Giờ kiếm chỗ nào nó mát mẻ rồi mình sẽ bỏ ra, tưới đẫm lần đầu và trùm ni lông che nắng. Hạt thì mình bắt đầu dâm vào tháng 1. Tính đến bây giờ đã được 2 tháng rồi. Hạt nó sẽ tách đôi ra và tòi ra cái rễ. Hai nửa của cái hạt thì nó sẽ là 2 cái lá. Sau 4 tháng, 10 tháng, 6 hạt bây giờ còn có 4 cây thôi. Cây này mình quên chuyển bầu, mới chuyển ra đây khoảng 1 tháng thôi. Giờ sẽ dùng dây nhôm và uốn định hình. Chứ cứ để nó dài lêu nghêu như này, gió to là gãy liền. Cứ uốn cho nó nghiêng đi một tí là sau sẽ có phôi đẹp. Khi nào thân nó to thì mình sẽ cắt giật và mình sẽ chơi ngắn ngắn thôi. Chơi những cây mà phải nhân giống như này đúng là vất vả thật các bạn. Cứ 3 năm nó mới ra quả được. Còn đây là cây to nhất và đẹp nhất, mình mới cho lên chậu thôi, làm cây mini thôi.